Có nhiều bác hỏi về cái bộ dây đai bụng này của Seda, thì hôm nay em sẽ review cho mọi người này. Đây, đầu tiên là nó có một cái móc rất là chắc chắn đó nha mọi người, rất là chắc luôn. Mở ra thì mình bấm vào đây, nó mở ra thôi. Đây, cái bộ đai nó sẽ như vậy ha. Ở đây thì nó có một cái túi để cho đựng cái móc này, và cái phần dây này thì nó được làm bằng vải PE nha, cực kỳ chắc chắn luôn, chịu lực tốt, chống cháy cho mình luôn ha. Và bộ này là của thương hiệu Seda, thương hiệu rất là nổi tiếng trong lĩnh vực bảo hộ luôn ha. Còn về phần móc, móc này thì được làm bằng bóc thép ha mọi người, rất là cứng kép luôn. Để sử dụng thì mọi người bấm vô đây, rồi mọi người bấm này là được. Đó, rất là dễ luôn ha. Và cái phần dây này nó cũng được làm bằng vải PE luôn, nó nhỏ hơn này xíu thôi, nhưng mà độ dày thì bằng luôn ha. Cho nên rất là chắc chắn luôn. Ở cái móc này nó có một cái hay là khi mọi người muốn thu vào thì mọi người nhấn cái nút ở đây này. Đây, nó là thu vào luôn ha. Đây, hoàn thiện thì cực kỳ tốt và chắc chắn cho mình luôn. Và nó còn dư ra nguyên một khúc như vậy nè, nó phù hợp cho cả mấy bác mà có vòng bụng siêu khủng luôn. Sản phẩm của em có gắn ở trong nhà hàng, mọi người bấm vô mua ngay ha.